Mình sẽ chia sẻ với các bạn cách rửa rau củ quả rất là sạch, đảm bảo chúng ta ăn sống hay nấu đều rất là sạch nhé. Các bạn chuẩn bị nước cho mình này, các bạn sẽ dùng 9 phần nước, 1 phần giấm nhé. Đây là giấm táo mình tự nuôi. Và để ăn sống rau thì mình sẽ cho thêm một chút muối đó để cho nó sạch hết vi khuẩn đó. Mình sẽ cho rau vào mình ngâm khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó mình mang đi rửa sạch nhiều lần với nước sạch rồi lại tráng lại bằng nước lọc ấy. Thì lúc đấy rau của chúng ta rất là sạch. Nhất là hôm nay mình ăn rau xà lách này, rau thơm này thì là ăn sống. Thế nên mình ngâm rửa kỹ một chút thì khi mình ăn này nó đảm bảo nó sạch và an toàn, không có sán, không có giun, không có những chất bẩn nhá. Và khi ngâm được 15 phút ấy, thì mình sẽ kiểm tra, mình thấy cái nước nó đục và những cái bẩn nó sẽ đi hết ra như thế này rồi. Thì lúc đấy mình mang đi mình rửa nhiều lần với nước sạch thì nó sẽ đảm bảo nó sạch. Sau đó mình lại rửa lại bằng nước lọc và mình để cho nó ráo nước, mà mình có cái phần rau sống rất là an toàn để ăn sống rồi. Đấy là với cái rau sống, dưới củ quả mình cũng làm như vậy. Còn đây là dùng để sau để mình luộc, để mình nấu canh ấy, thì mình làm đơn giản hơn. Mình chỉ cần cho một phần giấm và 9 phần nước, nhưng mình không cần cho muối cũng được. Và bây giờ mình sẽ cho rau vào, mình cũng ngâm khoảng 15 phút. Sau đó mình cũng mang đi rửa sạch rau và đi luộc thôi. Giấm ở đây thì mình là giấm táo, mình tự nuôi. Các bạn cũng có thể tự nuôi giấm mà mình cũng có công thức rồi. Và hoặc là các bạn có thể mua cái loại giấm mà enzyme để rửa rau củ quả nhé. Còn đây là nhà mình tự nuôi giấm thì mình chắt ra để mình làm nước rửa rau củ quả. Với các loại trái cây chúng ta cũng rửa tương tự như vậy nhé. Thì đảm bảo rau của chúng ta nó sạch, nó loại trừ được rất là nhiều thuốc bảo vệ thực vật. Ăn uống nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Và nhớ là khi ngâm rau thì chúng ta ngâm khoảng 15 phút và ngâm ngập như này, với tỷ lệ 1 và 9 nhé, 1 giấm và 9 nước. Đây ạ. Đây, khi mình ngâm xong thì nước nó cũng sẽ ra những cái bẩn, sau đó mình sẽ rửa sạch lại. Và bây giờ mình mang đi luộc rau. Luộc rau thì chúng ta cho tí muối vào thì rau nó sẽ rất là xanh. Khi nước nó sôi thì chúng ta thả rau vào như vậy. Và chúng ta nấu kỹ một chút cho rau của chúng ta nó chín và nở to thì nó sẽ giữ được là rau của chúng ta xanh. Và mình vớt ra bát là mình đĩa là mình có được cái phần rau xanh rất là ngon và đảm bảo sức khỏe nhé. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây ạ. Xin chào các bạn.